Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đua mang thương hiệu XDF Model RX330. Và đây cũng là một chiếc thứ hai mà mới về bên em. Đây là chiếc về bên em là mới nhất thôi hiện tại, Model RX330. Với bộ khung hàn khung mối siêu nhẹ và càng carbon, nguyên một group Shimano Sora. Vâng, xe em đánh giá còn rất là nhẹ nhá. Và xe còn rất là đẹp, em đánh giá tầm 90% xe. Và trước đây em có về một chiếc XDS nào đấy cao 30 rồi, thì hôm nay em về là chiếc thứ hai. Và đây là một mẫu cao cấp của dòng XDS dòng đua RX330, với cái tông màu đỏ trắng đen rất là bọc bót nhá. Bây giờ em xin nói nhá tổng thể chiếc xe. Vâng, vẫn là cái tông màu trắng đỏ đen, tông đầu chủ đạo của dòng XDS của dòng xe Road. Thì trước đây em về một chiếc rồi, thì chiếc này so với chiếc lần trước thì mới hơn, ngoại hình đẹp hơn. Xe làm từ hợp kim nhôm siêu nhẹ, mối không mối hàn đây. Những cái điểm không mối hàn của chân khung xe đây tạo cho khung xe rất là chắc chắn. Và bộ khung xe khung mối hàn thì hầu hết những dòng xe được sử dụng khung mối hàn là những dòng xe cao cấp và rất là nhẹ lắm nhá, nhẹ hơn so với những mẫu xe nhôm khung thường khác. Model XDS RX330 có ở trên mạng để tham khảo thêm về mẫu model này. Xe có lớp sơn còn rất là sáng và bóng. Đây, những điểm không mối hàn của trên khung xe đây tạo cho xe rất là cứng, khỏe xe. Đây là mã vạch chính hãng của dòng XDS, vẫn còn nguyên trên khung xe, tem vẫn còn nguyên. Đây, XDS model của nó, số sơ vi vạch của xe đây, chính hãng của dòng xe XDS. Đây là một dòng xe model XDS cao cấp, đây anh em mới về, với bộ khung không mối hàn rất là cao cấp không nhé. Khung không mối hàn được ví như là giả những dòng xe carbon, rất là nhẹ. Khung rất là nhẹ nhá. Em đánh giá là rất là nhẹ xe hơn những dòng xe đua thông thường khác của dòng khung nhôm. Còn trước đây ông về một chiếc rồi, chiếc này là em đánh giá là mới hơn so với những chiếc trước. Cổ cốt ghi đông chính hãng của XDS, nguyên bản theo xe, cổ cốt ghi đông nhôm, nguyên bản theo xe của XDS chính hãng. Và là xe được sử dụng nguyên một bộ group Shimano Sora, tay lắc Shimano Sora. Đấy, tay lắc bên từng đĩa đây. Với tay phải em được sử dụng cũng là nguyên một group Shimano Sora bên từng dip. Cặp phanh ba mảnh cất trâu, dòng phanh khá là cơ bản thông thường của những dòng xe đua. Xe được trang bị với càng carbon đó nhá, rất là cao cấp, càng nguyên bản theo xe, càng carbon còn rất là bóng và mới. Đây, càng carbon đây. Đây là một mẫu model cao cấp, model mới của dòng XDS 330, rất là cao cấp. Xe được trang bị với cặp Meyer bạc đạn của Lovatech. Lovatech đây, Meyer bạc đạn chính hãng của Lovatech, một thương hiệu rất là nổi tiếng, nói về làm một cặp mà Meyer vành, thương hiệu làm về Meyer vành Lovatech, Meyer bạc đạn vành RA20, vành nhôm hai lớp, vành siêu nhẹ luôn nhá, làm từ hợp kim 6061 đây, hợp kim nhôm, vành nhôm cao cấp 6061 đây. 6061 cao cấp của dòng xe XDS. Lốp 700x32C, lốp khá là cơ bản của cái dòng xe road dòng đua. Meyer bạc đạn Lovatech, thương hiệu rất nổi tiếng, và cặp vành RA20 của nhôm hai lớp 6061, dòng nhôm siêu nhẹ dành cho những dòng xe cao cấp hiện tại. Đây là một mẫu model XDS bên em mới về, XDS RX30, model cao cấp, trang bị với một bộ khung
không bối hàn luôn, không bối hàn, rất là nhẹ. Cọc yên và yên xe cũng chính hãng của XDF, nguyên bản theo xe. Yên nhôm. Phanh đằng sau là sử dụng cặp bộ phanh 3 mảnh Techo. Nguyên một group gạt đĩa cũng của Shimano Sora, cũng còn rất là mới. Cái tem gạt đĩa cũng còn nguyên ở trên xe nó biết đánh giá độ mới của xe. Đùi đĩa Shimano Sora. Đùi đĩa Shimano Sora. Đùi đĩa trục, trục bi. Đây, trục đây, trục bi ở bên xe đây. Đấy, đó là thấy rõ. Rất là bền và rất là nhẹ xe lắm nhá. Rất là chắc chắn. Củ đề Shimano Sora. Nguyên một group cao cấp của Shimano. Xe được trang bị với 9 tầng lip, 9 hãng nguyên bản theo xe. Mà bên phải em là 2 tầng đĩa. Đằng sau cũng sử dụng tập Mayer, chính hãng của Lovatec, thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Và cặp vành hai lớp của RA20 của nhôm 6061, vành nhôm siêu nhẹ nhá. Vành hai lớp nhưng nó chia nhiều loại nhá. Vành đây là vành nhôm siêu nhẹ của 6061 rất là cao cấp. Kích thước lớp cũng là lớp Maxim 700 x 23C. Trên khung xe thì có hình chữ Visual Sport, hình một dáng người đua chuyên nghiệp. Đấy. Thể thao, dòng xe đua chuyên nghiệp. Vâng, xe có chiều cao đứng của khung xe là size 50. Thì các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7. Vâng, mà bây giờ em đi chi tiết vào hoạt động của xe. Xuống lít lên. Xe được trang bị với 9 tầng lít, 9 hãng. Lên lít lên. Wow, chuyển động rất là mượt mà và bon lắm nhá. Lít và xích còn rất là mới. Cặp Mayer bạc đạn chính hãng của Lovatec, với đi kèm theo là một cặp vành nhôm siêu nhẹ 6061. Lên đĩa. Sử dụng đùi đĩa Sora. Đặt đĩa Sora xuống đĩa rồi. Rất trơn tru và mượt mà. Trục bi bước nhá, trục đây. Trục cao cấp của dòng xe đạp đua. Rất là nhẹ và bền, bụng chắn to trên khung xe. Càn carbon. Càn carbon. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe XDS model cao cấp của RX30 với bộ khung không mối hàn, càn carbon, nguyên một group Shimano Sora chính hãng. Và xe còn đánh giá rất là đẹp, trên 90% xe. Và xe có giá rất tốt bên em là 8.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là quan tâm thì bên này em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm cơ thể đạp đến đăng ký kênh và hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ lên. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.